cùng một cái tên nhưng mức giá lại khác biệt với nhau so đến 10 triệu đồng. Vâng, và ngày hôm nay Giang Nhi đã tiếp tục đồng hành cùng với công ty Sơn Đông để giới thiệu những sản phẩm nội thất của công ty đến cho quý khách hàng. Và câu hỏi đặt ra ở đầu video clip, tại sao cùng một loại ghế, cùng một cái loại tên nhưng mà nó lại có sự khác biệt và chênh lệch mức giá gần đến 10 triệu đồng. Và bây giờ thì Giang Nhi sẽ mời mọi người chiêm ngưỡng về hai cái loại ghế đó. Và trước mắt của mọi người đó chính là mẫu ghế lười. Đầu tiên là mẫu ghế lười căm xe. Và thứ hai đó chính là mẫu ghế lười cẩm lai. Và hai mẫu ghế này tại sao có sự chênh lệch giá cao đến vậy thì Giang Nhi sẽ đi phân tích. Và cái mẫu ghế mà Giang Nhi đang đứng cạnh ở bên này đó thì là dùng được chất liệu là gỗ căm xe. Và đây là loại gỗ thông dụng trên thị trường nội thất. Với cái mẫu ghế này thì chỉ được bán với mức giá là 2.600.000 đồng. Một thiết kế phải nói là rất là đơn giản. Và nó có thiết kế kèm thêm 4 cái bánh xe. Đây, mọi người có thể thấy. Và nó được thiết kế theo cái kiểu dạng là dây võng đó mọi người. Đây, đó. Và cái độ nằm của nó là lên đến là gần 1m9 luôn. Đây. Và cái độ bật này thì nó sẽ có cái sự tự động nha, không có những cái chốt lại. Đây cái mặt sau của nó, đây nó được đính lại từ những cái sợi dây, nó khá là đơn giản. Và thứ hai nữa thì nói về gỗ căm xe á, tuy là nó thông dụng nhưng mà về cái giá thành cũng như là giá trị kinh tế của nó không có cao, nó chỉ thuộc là hàng nhóm gỗ loại 2 thôi. Đây, và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái mẫu ghế lười này. Cái lười này thì sẽ được làm từ chất liệu là gỗ cẩm lai. Và gỗ cẩm lai sẽ được nhập hoàn toàn từ Campuchia nha mọi người. Với cái mẫu ghế cẩm lai này thì sẽ được cải tiến hơn, là nó sẽ có cái phần massage chân ở phía dưới. Đây, massage nó rất là chuyển động, rất là ok. Và thứ hai là cái phần tay vịn của nó sẽ có cái khóa cài, thiết kế nó phức tạp hơn. Và so sánh giữa hai chất liệu gỗ cẩm lai và gỗ căm xe thì gỗ cẩm lai gần như là hàng bậc nhất về gỗ tự nhiên trên thị trường. Và cái giá bán của cái mẫu ghế này trị giá là 10.900.000 đồng, và mẫu ghế căm xe là 2.600.000 đồng, mức chênh lệch gần đến 10 triệu đồng. Và Giang Nhi cũng đã giải đáp được thắc mắc tại sao cùng cái mẫu ghế lười thôi, màu sắc nhìn nó cũng tương đương với nhau nhưng mà cái giá của nó khác biệt nhau đến vậy, là do thứ nhất là do về chất liệu gỗ nó khác nhau hoàn toàn luôn nha mọi người. Một loại gỗ gần như bậc nhất và một loại gỗ là xếp loại 2 thôi. Và thứ hai nữa về thiết kế kỹ thuật, và cái loại ghế này đã được nâng cấp lên rất là nhiều. Nó sẽ có cái phần tay vịn được khóa cài rất là chắc chắn. Thứ hai, nó sẽ được bổ sung thêm cái phần massage chân, giúp cho tất cả các huyệt đạo trên bàn chân của mình được thông, được rất là dễ dàng và dễ chịu hơn khi ngồi vào. Và đó là sự khác biệt giữa hai cái mẫu ghế. Mà không biết là mọi người đã được nghe qua Giang Nhi giải thích thì không biết mình đã thuyết phục hay chưa, hay là còn có những thắc mắc nào thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp đến Giang Nhi tại số hotline là 0972 636 709, hoặc có thể đến trực tiếp tất cả các showroom của Sơn Đông trên toàn quốc. Ngoài ra thì mọi người cũng có thể gọi đến số hotline nóng của công ty là 1900 888 919 để được các bạn nhân viên và bộ phận chăm sóc khách hàng để tư vấn cho mình nhiệt tình hơn nha. Còn bây giờ thì mọi người nhìn sơ lược hai cái ghế rồi chúng ta kết thúc video clip ngày hôm nay tại đây.